Xin chào các bạn. Hôm nay thầy lại làm một cái video. Như khác với những cái video trước thì thầy giới thiệu về những cuộc long. Hôm nay thầy giới thiệu về các đệ tử của thầy. Thầy có các đệ tử từ miền Nam, miền Trung, miền Bắc, Sơn La, Mộc Châu, Hà Giang, Lạng Sơn. Mọi miền đất nước ở ngoài Bắc và Nam thầy đều có những nhóm đệ tử riêng. Hôm nay thầy giới thiệu với các bạn về một đệ tử là chịu trách nhiệm trong khu vực miền Nam. Giờ thầy sẽ nhường chỗ cho bạn đó nói chuyện với các bạn và giới thiệu với các bạn đôi điều. Sau đó thầy sẽ giới thiệu về các đệ tử ở miền Trung và một cái cuộc đất đệ tử ở miền Trung hôm vừa đi làm và vừa gửi video cho thầy để các bạn cùng chiêm ngưỡng. Và cũng là để cho các bạn nếu như có muốn liên hệ đến mọi miền Nam, Trung, Bắc thì có các địa chỉ, có số điện thoại của các đệ tử của thầy và họ cũng giống như thầy mang tất cả tâm huyết để giúp đời và không đặt vấn đề trong chuyện hưởng thụ nha. Và các thầy đi làm là tạo phước và giúp đời. Ở trung tâm phong thủy của thầy đã có một cái quy định nhất quán là tất cả các đệ tử đã học kiến thức của thầy đều phải mang kiến thức đó giúp cho đời nhé và tạo phúc cho đời. A Di Đà Phật. Mời các bạn nghe các đệ tử của thầy giới thiệu về mình. A Di Đà Phật. Mình xin chào các bạn. Mình tên là Như Sĩ Châu, hiện tại đang ở tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Mình là cơ sở 1 trung tâm phong thủy Tâm Thiện ở tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nếu các bạn có nhu cầu xem về nhà cửa mồ mả thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại 0982 413 574. Mình xin cảm ơn bạn. Vừa rồi đệ tử của mình cơ sở 1 ở tại Biên Hòa, Đồng Nai, tên là Châu, và đệ tử có ra chúc Tết thầy, tức là chúc Tết mình. Hôm nay thầy cho thầy sẽ mời các bạn xem một cái video về một cuộc đất đẹp. Cái cuộc đất đó ở Lăng Thành, Yên Thành, và người thầy mà làm cuộc đất đó là đệ tử của thầy, tức là tên là Tiêu. Và anh ấy nhà ở xóm Liên Sơn, xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Cái số điện thoại của anh ấy là 0396 373 364. Nếu các bạn có nhu cầu liên hệ, xin mời gọi đến số điện thoại của đệ tử tên là Tiêu, nhà ở Yên Thành, Nghệ An. Và sau đây các bạn xem một đoạn video mà đệ tử đó vừa đi làm về và đã tìm được một cái cuộc long rất đẹp tặng cho chủ nhà. Xe lũ nó đi qua đón con đi lên đưa cái này tục. Mặt là chỉ cần trời nặng lên lũ bồi dương về bỏng loạn. Sao tự vi dặn tái nhận bẩm sinh, trên vâng mệnh trời dưới chân đạp muôn nổi muôn sâu. Miệng ngọt má tạt, con là đệ tử Trần Đình Tiếu, đệ tử trung tâm phong thủy Tâm Thiện. Hôm nay ngày 19 tháng Giêng năm 2004, con đi là tầm lòng cho tỉnh chủ Lăng Thành. Xin các vị thần linh phù giúp con. Nam Mô A Di Đà Phật. Theo phân tích cuộc long ấy, tức là tòa dân hưởng thân với một thủy cục trường sinh. Mà cái thủy cục trường sinh là mà giờ thưởng thân, tức là
Thủy cục Trường Sinh là có là thân tỷ thìn, là có như nằm một thủy cục Trường Sinh mà mình ngoảnh về hướng thân đi, mà trong lúc đây thủy nó ôm vòng hai bên lại, có như là đệ vườn nó nằm ở cung thân, toàn bộ lắng thanh long bạch hổ, cái tay thanh long nó ôm dài ra, rồi bạch hổ nó ôm bên đi, mà bạch hổ nó đến hai tầng kẹp ôm bên đi, sau là huyền vụ cáo dây, rồi chúng chúc mừng gia chủ là đất rất thịnh. Yeah. Vừa vườn nhân đinh, tài lộc con quán thì vừa phải thôi. Bởi vì muốn Phật quán là muốn cho con cháu nên quán thì tìm thiên mà phía Nam Ứng Châu. Muốn cho kể thể công hầu thì chim chiến rộng đan châu hai bên. Nhưng mà cái đất này nói tóm lại là cống giấy chúng vừa phải, chủ yếu thịnh đinh, thịnh mọi sự. Nhưng cái cuộc đất rất đẹp, chứ tuyệt đối không được đồng cảm gì đó hết. Dạ. Trong cuộc sống ấy, thì quan điểm của thầy là gì? Là làm các video về âm trạch phổ cập lên và cũng vẫn nhận các môn sinh. Thế nhưng những môn sinh nào để thầy mà truyền dạy cho về âm trạch thì thầy xem xét rất kỹ càng về mọi khía cạnh. Nên các bạn cứ mạnh dạn đăng ký học, và chương trình dạy học của Trung tâm Phong thủy Tâm Thiện là miễn phí nha, thì không có thu phí. Thế thì qua video này của thầy để giới thiệu về các đệ tử đã ra trường và đã đi làm ở mọi miền đất nước, tiếp tới đây thầy sẽ giới thiệu video về các đệ tử ở Sơn La, ở Mộc Châu, ở Lạng Sơn, ở Hà Giang, để cho các bạn tiện liên hệ. Khi các bạn cần, các bạn cứ gọi cho họ. Và thầy khẳng định một điều, họ sẽ giống thầy ở chỗ là mang tất cả tâm phúc đi giúp đời. Hành thiện, tạo phước cho đời, và cũng là chính tạo phúc cho mình. Các bạn ạ, video chưa dài, nhưng đầu xuân xin chúc tất cả các bạn một năm mới thành đạt. Chúc các bạn xuân đa cát khánh, hạ bảo bình an, thu tống tam tài, đồng nghình bách phúc. Xin chào. Nếu các bạn thấy video của thầy hữu ích, xin nhấn vào đăng ký, nhấn theo dõi ủng hộ cho kênh phát triển. A Di Đà Phật.